Cục này kim chị mấy lần rồi đó. Vàng quá không thấy mụn luôn, vàng y mụn luôn. Alo chị ơi, hôm nay có mở cửa không chị? Có em. À dạ rồi vậy. Nói rồi, chắc mai nó cầm kim cũng không được nữa mà. Nhưng mà cái mình mở ra rồi mình lỡ mình làm cho hết chứ trừ ra. Thằng thầy bao đáng em nghe mua rớt cái kim chế.
Để lấy hũ nhỏ em. Một hũ kem. Đó là chị lấy hũ nhỏ em. Nhưng mà Mỹ ăn cái chả. Bạn này giống hoài, em hết sức rồi. Dạ, nhưng mà bây giờ em không có tắm được. Đâu có chỗ nào tắm thôi. Kim nhỏ nè, vậy sẽ máu nè, kim lớn quê mà mai đổ lại kim luôn. Không phải sĩ thì đang đổ giờ nữa. Em đây chưa có xe đâu cô. Lấy vô cả ô chị.